Rồi, chào mừng anh em ha, chào mừng tất cả các anh em trở lại kênh của mình, cửa hàng Thành TV. Hôm nay chiều mình nay mình có hai cây nha anh, ngày 15 tháng 4. Nó nửa tháng 4 rồi, sắp đến 30 tháng 4 rồi anh em ơi. Mình có hai cây khủng rồi anh em. Rồi, đầu video thì mình cũng nhắc lại cái thể lại mua bán của mình chút xíu ha. Mình thì chỉ có mua bán thì mình ship code, có nghĩa là mình bao ship được hết rồi cho anh em hết, mình chuyển máy tới. Rồi anh em kiểm tra máy giùm mình, nó không bỡ dở gì hết, máy chạy ok thì thanh toán tiền cho shipper nha anh em. Rồi mình cũng có tặng thêm các đồ phụ tùng secure đầy đủ hết ha anh em. Rồi giờ thì đầu tiên trước khi vô video mình cũng cảm ơn anh em ha đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Rồi lần nữa thì mình chúc tất cả các anh em nha luôn luôn trẻ khỏe và đẹp nha, và trong một chỗ đẹp đẹp đó đó. Rồi giờ vô cây nào mình làm cây nấy. Hàng này quên nữa, mình xin nói sơ sơ cái hai cây này ha, thì hàng khủng á anh em. Cái này thì thùng 30 lít nè ha, 60cc Kyrix ha, ba nhựa cách hoặc nhựa hàng hiệu ha của Kyrix nè. Còn cây này trời ơi thấy vĩ đại hơn phải không, không thấy bự dữ phải không. Cây này Kawasaki nha, thùng của Guzanma nhưng mà động cơ là Kawasaki, tay sắt cánh quạt nhôm hợp kim nhôm. Hình như thùng đặc biệt của nó là thùng 40 lít nha anh em, cái thùng này nè 40 lít có 102 luôn ha. Rồi giờ vô, anh em nào cần thì cứ quất. Rồi cái này nè, ngày 15 tháng 4 ha, khoảng 5,5 triệu, cây nặng có 12 kg rồi, thùng 30 lít nha, mình nói từ từ ha. Thùng này nè ha, thùng này thùng 30 lít ha. Nè, động cơ thì 60cc ha. Anh em coi nè ha, xuất xe này nữa nè. Đó ha. Rồi sẵn qua coi luôn máy luôn ha. Đó, động cơ nè. Có mất hình do bằng liễu ha, trong lót luôn. Đó, lót máy anh em coi ha, gòn bọng còn đầy đủ hết ha. À, coi luôn xăng luôn ha. Xăng này thì khá là đẹp, còn khá là đẹp. Máy nè cũng còn sạch bon ha. Nè, bô thì còn xanh ha, chưa có dấu hiệu xét thôi, nhưng mà cũng còn sơn sơn, chưa có xét ha. Rồi, rồi sao ha. Nè, nệm lưng là zin nha anh em. Nè, zin ha. Kèn thì đẹp, mua phần ha, cớp nè. Dây quải này zin luôn nha. Nó dây quải zin luôn, ốc zin luôn, đó. Bảy màu luôn ha. Nè, anh em coi nè ha, ốc từ con ha, inox hết nha. Cái này thì cái này dài để mở thùng nè ha. Cái này hàng nó chụp bằng mẫu này, chụp đôi này á, móc thùng này á thì nó là đời cao nó mới có ha. Đời cao nè, móc mẫu này bằng đời cao nè ha. Nè anh em coi mấy cái chỗ này chưa xét gì hết nha, ốc và inox hết nha. Nè còn cái này thì để mình tháo cái tháo cái kẹp nữa. Cái này là tăng đưa lên mở lớn nhỏ này ha, anh em muốn mở cái thùng thì mở cái này ra trước nè. Còn nè, bật cái này ha, nè bật cái này rồi bật rút này ra ha. Xong rồi bật cái này lên lấy ra hai bên đó ha, rồi lấy cái thùng ra dọn vệ sinh rất là dễ dàng nha. Anh em nào mà có thổ lá ha thì nói mình sẽ làm cái chặn cho anh em ha. Chặn khi lấy cái thùng này ra thì nó sẽ trống, trống thì mình sẽ làm cái miếng để chặn đậy lên rồi anh em gài vô, nó cũng có móc được đàng hoàng như gì ha. Là anh em làm thao tác rất là đơn giản. Đây giờ thì cái này mình cầm dịch là ghim này anh em ha, máy móc thì còn ghim nguyên bản hết, bugi này cũng bugi ghim luôn ha. Anh em coi cóp này tem mạc thì đầy đủ ha, tem la mao đầy đủ ha. Cái này nó hơi phấn phấn này chút xíu ha, nhưng một đồ mà bên dưới địa mà bây giờ còn đẹp màu tươi rắn gì rồi cũng ít có lắm anh em ha. Bô này anh em nhìn đẹp nè ha, máy sạch bao luôn đó, tem mạc bằng inox hết nha. Cái này mở cái thùng này ha, bật nó lên đẹp, nó chảy xước chút xíu nha anh em, mình nhập về làm sao khỏi được. Rồi bây giờ bơm xăng nổ máy ha, bơm xăng. Anh em thấy xăng nó chảy qua cái ống lớn ha, anh em thấy xăng chảy qua đây, rồi kéo lên, kéo lên là đóng nha. Rồi giật nổ cho nó chạy chút xíu rồi mở lại ra ha, không có giật mạnh nha, giật nhẹ thôi nha,
thoải mái nhật, anh em không có cần thiết phải giật mạnh đâu ha. Giật cho nó nổ một hồi thôi, cho nó nổ một xíu được rồi hãy mở tay ra nha. Anh em giật khỏi cần đóng bở le gì nữa nha, chỉ cần giật nhẹ thôi nha, để ra lên ra nó ra tì giật ha. Mình nói lại nha, cái này ha, tay nhựa nè ha, cánh quạt nhựa nè ha, tay nhựa cánh quạt nhựa đó. Tiếng máy nổ thì anh em khỏi chê vậy ha, tinh bon bon luôn nè, đời cao nghe nè, nắp nhựa nè, thùng 30 lít ha, nắp riêng ha, họng đồ thì mình làm hết rồi ha, họng dưới máng trượt rồi mình làm hết rồi, anh em về chỉ cần đổ xăng, xăng pha nhớt nha, đổ lúa đổ vô là giật nổ là sử dụng thôi anh em. Rồi lần nữa đi có anh em nào gọi đang chút nữa rồi mình hỏi trả lời ha, mình cặt quay giờ. Rồi xong cái này ha, rồi qua cây này thì mình coi lại kỹ cho nó đi ha. Ngày này nữa nha anh em, mình giá bán là 5,5 triệu ha, nặng 12 kg. Tại sao vậy thì anh em cũng biết rồi, cái chất lượng của máy thì anh em thấy biết rồi phải không, cái này mình cũng bảo hành 6 tháng cho anh em bình thường ha. Anh em cần thì cứ nhắc giùm mình sẽ gửi cái phiếu bảo hành theo luôn ha, có khi mình quên chứ không phải vì tại nó bận quá cho nên. Rồi qua cây này đi cho thứ hai đi ha, cái thứ hai của ngày này luôn ha, ngày 15 tháng 4, mình giá bán 4 triệu, nó nặng 13 kg, do đâu ha, sao mà coi máy ha, máy 60cc nha nè. Nè động cơ này động Kawasaki nha, mình nói lại nha, Kawasaki nha ha. Cái chữ này thì Magu Yanma rồi Jumbo vậy ha, tại cái thùng này là hàng khủng, là hàng đặc ha. Cái phiên bản này thì giới hạn thùng này, thùng này mình nói lại ha, thùng này là thùng 40 lít nha. Nè anh em coi đây nè, nè anh em nhìn thấy cái số 40 đó không, ra đóng đây không nè. Đó. Ha, 40 là tới đây và 40 đó nè ha. Cái này là 35 đây nè ha. 30 đây nè ha. 30 nè, 35 nè, là 40 trên này ha. Đó. Thấy khủng thì khủng, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng có sẽ có anh em xài chứ không phải không. Còn anh em nào mà xài mà đây nó có cái lỗ nè ha. Cái lỗ này nè để mình buộc dây mình tăng đưa thêm vô đây nè. Ha. Anh em nào mà ngại cái thùng nó sợ nó nặng quá nó bật á, thì anh em nó có cái lỗ đây nè ha, anh em lấy cái dây anh em niền vô đây nè, đó đai vô đây thêm để nó giữ tiếp cái thùng ha, tại vì từ khoảng này lên tới đây thì nó hơi hiu nè ha, những cái thùng này nó lớn quá, nó có cái lỗ này nè ha, hai bên luôn ha, mình nịch vô đây thêm, mình đai thêm vô đây đó, mình có chỉ gì ha. Rồi mình coi sẵn coi đây luôn, vừa quải này ghi nghe anh em, như quả gin nè nha, đệm lưng gin nè nè ha, chưa lủng chưa gách gì hết nè, tay sắt nha, cánh hợp kim nhôm ha, nó hơi nặng chút ha, cây này thì hơi nặng. Alo, ở trong này thì nó bằng sắt nha,
này nó bằng sắt. Rồi cái này thì nó còn bảy màu luôn nè ha. Cái này còn bảy màu luôn. Cái này thì chưa xét luôn ha. Chỉnh chu, rất là chỉnh chu. Anh em coi nè ha. Mình sang con nè. Đó. Máy móc nè, mắc hình dơ băng nóng ở đây luôn ha. Bô nè cũng còn được ha. Còn sơn luôn ha. Có miếng lót luôn ha. Miếng lót này chưa mòn. Ha, chưa mòn. Này dây giật nè. Cắm phiếu luôn nha. Dây nguyên bản hết. Anh em coi luôn cái này nắp chụp BOE zin nha. Cho máy luôn. Nè. Lót máy nè. Đẹp ha. Anh em coi nè, cái máy nè. Tuyệt vời. Rồi. Bây giờ cái này muốn khởi động thì phải động bơm xăng trước nha. Bơm xăng. Nó mình thấy xăng chảy qua cái ống lớn này là được, kéo le lên ha. Nó cũng giống như mấy kia vậy thôi. Rồi anh em giật nha. Cho nó nổ chút xíu đi, không mở lại ra nha. Giật nhẹ nó nghe được giật mạnh nha. Nghe nghe tiếng ga đằng tay không? Binh binh bon bon không ha. Lớn mà nó nghe nổ nghe dí như luôn, vinh vinh phong phong, hơi căng khủng khiếp. Xong rồi thì mình bao hết, nghiêng hết. Rồi xuống ra ha, là xuống hết ra là tắt này ha. Rồi lên lại ra thân tí rồi giật ha, giật nhẹ thôi nghe, không có giật mạnh. Bây giờ khỏi cần đổ lên mà lên gì hết, giật nhẹ thôi. Rồi hai cây này thì anh em nhìn lại ha, tại vì anh em không thấy nó lớn là do hai cây này nó đứng gần nhau, cây nào thùng cũng khủng hết ha, thùng thùng 30 lít nè là khủng rồi, thường thường là thùng 26 lít thôi ha, mà nó lên thùng lớn này là thùng đại rồi ha, và 30 lít này là thùng đại rồi, thùng lớn rồi, còn lên cái thùng 40 này là thùng khủng rồi ha, ít có lắm anh. Hồi đó tới giờ mình làm hàng ngàn cây máy chứ mới gặp cái cây thùng 40 này thôi, hồi đó thùng kêu rít mà cũng có một thùng 45. Nhưng mà anh kia thì ảnh về Bình Dương, ảnh lấy về Bình Dương rồi đó. Nhưng cây này thì cái thùng này chắc khủng khiếp lắm nha. Cái vật liệu của cái thùng này nó là màu trắng sữa nha. Cực kỳ chắc nha. Chỉ có nó chạy chạy chút đỉnh thôi. Chứ cái này là cái thùng cứng khủng khiếp ha. Nó trắng sữa, chứ không phải là nó màu đục trắng sữa, chứ không phải là nó mũ trong ha. Nó chắc khủng khiếp. Cái thùng cái tem là anh em biết là nhìn thấy cái tem là biết là cái máy còn chất lượng cỡ nào rồi ha, cái thùng cỡ nào ha. Rồi lần nữa mình cảm ơn anh em ha. Đã theo dõi kênh của mình rồi từ nãy giờ, rồi mình nói lại thêm lần nữa ha, cây này mình bán 5,5 triệu, cây này mình bán 4 triệu à ha. Do đâu thì anh em cũng biết rồi, cái này thì tay cắt cánh quạt kim nhôm ha, nó hơi nặng một tí, và thùng này thì bù lại thì cái thùng khủng lớn, anh em nào vừa sức á thì thấy vừa sức á thì lấy 60cc lận máy lớn á, anh em nào có sức á hoặc là cao đô con á thì nên lấy mấy cây này ha, còn cây này cũng vậy luôn ha, cái này đô con lớn lớn con á. Đất nhiều quá thì lấy hai cây này ha, tầm thuê làm mướn cũng được đó, mà còn 40 thùng 40 thì anh em muốn đổ nhiều đó đổ ha, đổ hôm 6 cũng được, mà đổ lên 35 cũng được, mà 40 cũng được, tùy mình thôi. Cái thùng cái xác thùng nó bằng nhau, cân nặng thì nó không có lớn chênh lệch nhau gì hết, cân nặng á lên dai thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó con cái là nó hơi cao hơn chút ha. Anh em nhìn thấy nó hơi cao hơn chút ha, cao hơn thùng 26 nhiều lắm nha anh em, tại thùng 26 nó chỉ có tới đây à ha. Ở đây còn cái này nó cao hơn cả khúc vậy đó, nhưng mà tại vì đứng gần cái cây khủng này thì nó thành ra nó hai cây nó tương xứng nhau, nó lớn nhỏ nó không nhiều, nhưng mà thực sự ra đứng cái cây 26, cái thùng 26 là cây này lớn hơn dữ lắm nha, mình nói trước ạ, để anh em là thấy phù hợp á hả chơi ha. Rồi lần nữa nha, bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở video sau nha, bye bye.